Xin chào thầy cô, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách cài ứng dụng về âm nhạc trên máy tính. Và lưu ý các thầy cô là máy tính được tất khóa thì sẽ không cài đặt được ứng dụng, và có cài đặt được thì máy cũng sẽ bị đơ và bị chậm. Bởi vì ứng dụng về âm nhạc cũng là phát triển ở trên điện thoại thông minh nên cài trên điện thoại rất dễ dàng, còn cài trên máy tính thì rất bị tăng một chút. Và bây giờ các thầy cô sẽ mở cái trình duyệt lên. Tôi thì quen dùng Cốc nên tôi sẽ mở trình duyệt Cốc. Theo vào Google, thầy cô sẽ đánh cái giả lập mà các thầy cô muốn cài đặt. Như tôi thì tôi sẽ cài đặt cái giả lập là Nox, thì tôi sẽ đánh là NOX, Enter. Như vậy là nó sẽ ra cái trang đầu tiên, Nox là vn.bitnox.com. Nó sẽ vào trang chủ của cái phần mềm Nox này và tải về. Đây, tôi sẽ tải ngay đây, các thầy cô sẽ bấm tải ngay. Đây, file cài nó sẽ hiển thị ở cái góc bên trái màn hình. Và nó tải nhanh hay tải chậm thì nó tùy thuộc vào cái mạng của các thầy cô. Rồi, như vậy là đã tải xong cái bàn cài ở bên phía bên trái đây. Thì có rất là nhiều cách để mở nó lên. Một là nhấp nút chuột trái vào đây. Hai là có thể là mở cái bấm vào chuột trái vào cái ba chấm này và nó sẽ hiện lên. Một là mở, hai là hiển thị cái thư mục thì chúng ta sẽ kết nối ở đâu. Bây giờ tôi sẽ mở luôn, cài lên cho nó nhanh. Rồi, sau khi bấm vào mở thì nó sẽ ra cái cài đặt cũng như cài đặt bình thường. Mình sẽ tạm thời tắt cái này đi. Rồi đây nó sẽ đi rồi, bấm vào đây đó, nó hiện cái bảng này lên. Thì các thầy nó hỏi là các thầy cô muốn cài thêm những cái này không, thì các thầy cô không cần cài nhé. Thì ta sẽ bấm vào cái red ở bên này, bên tay phải nhá. Rồi bỏ. Rồi, như vậy là đang cài. Thì cô đợi một chút để ứng dụng sẽ cài vào máy. Cũng có rất là nhiều máy cũng hay bị lỗi cài. Một là cài lỗi mở lên 99, hai là nó thiếu cái VT. Cái lỗi này thì thường thường là các máy nó thiếu thì chúng ta phải cài thêm một cái vui. Rồi, như vậy đã cài xong thì chúng ta sẽ mở cái giả lập này lên, mình start. Và như vậy máy tôi thì nó lao rất là nhanh. Và nó yêu cầu là đăng nhập cái tài khoản Google. Thì chúng ta không đăng nhập nhé. Và sẽ ấn vào cái là gì? Nhập lại sau, không cần đăng nhập. Đó, đây là cái giao diện của bản Nox. Nó như là một cái điện thoại nhé, các thầy cô nhé. Đây là một cái điện thoại ở trên máy tính đấy, dựa đây Facebook này, hay là chúng ta có thể cài những cái ứng dụng ở trên này của điện thoại dùng được cái gì thì trên này cũng được. Rồi, tiếp theo thì cô sẽ thả cái bản ABK này về. Bản ABK này thì tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả video, dưới phần mô tả video nha. Các thầy cô phải xem ở trên máy tính thì mới tải được cái phần mềm này. Thế thì tôi dẫn luôn dưới phần mô tả video là ở đâu, thì nhiều thầy cô cũng không biết là cái phần đó là nó ở đâu. Đây tôi lấy ví dụ luôn, dưới phần mô tả video đây, nhấn vào trên YouTube. Rồi tôi vào bất kỳ một cái
video này đi, tôi nói video này đi. Đây mô tả video, cái link dưới mô tả đây, mô tả video là nó ở phần này nhé, ta sẽ không hiển thị thêm này đó. Thì tôi sẽ để cái video cái link tải APK ở dưới cái phần link này nhé. Thì các thầy cô sẽ bấm vào cái link dưới này, tôi sẽ để là link tải máy tính. Thì các thầy cô bấm vào thì nó sẽ ra cái tải về. Ok rồi, xong rồi các thầy cô tải về rồi thì chúng ta sẽ di chuyển cái APK này và kéo thả nó vào đây. Rồi đây, ứng dụng nó sẽ cài đặt như thế này, được chưa? Nên là ứng dụng này cơ, và tôi tập ứng dụng lên. Rồi, chúng ta sẽ vào bình thường, vào bình thường ngang đây. Rồi, các thầy cô chưa có tài khoản thì các thầy cô sẽ đăng ký tài khoản ở đây. Điền tên này, số điện thoại này, mật khẩu này, và đăng ký. Tôi có tài khoản rồi, tôi sẽ đăng nhập cái tài khoản của tôi. Tôi bấm vào đăng nhập. Rồi, như vậy là đăng nhập thành công. Tôi muốn sẽ vào một cái bà và cái ví dụ như tôi còn lớp 2 đi. Xin chào sản phẩm bài hoa lá mùa xuân này đi. Đó, các thầy cô sẽ khi mà vào bài rồi, các thầy cô sẽ xoay ngang màn hình ra để nó sẽ full màn hình nha. Đấy, như thế này chúng ta có thể chiếu được lên máy chiếu. Nếu mà full nữa thì chúng ta sẽ bấm vào cái góc này, full nữa, full hết luôn đó. Và để thoát ra thì ấn nút ESC ở góc bên tay trái, cuối cùng có bên trái của màn hình nữa sẽ quay về như thế này đó. Trình chiếu cho các thầy cô bấm vào đây, bấm chuột vào ảnh thì nó sẽ hiển thị các icon ở dưới này. Các thầy cô thì bấm để next qua, next lại. Đó, nick qua nick lại. Và bấm vào đây thì nó sẽ mất cái này. Có file nhạc thì sẽ ở đây, tự động giọng. Ví dụ như thứ hai này tôi sẽ thêm một cái mới, đó là có thêm lời vào những bài hát. Ví dụ intro 1 đây là một piano, mình nghe sẽ là nghe tiếng piano. Nghe tiếng piano. Rồi, tiếp theo đây sẽ là lời, có lời nha. Rồi, các thầy cô sẽ linh hoạt để sử dụng cái năng lượng này. Và để về cái màn hình đọc thì chuyển sang các bài tiếp theo, thì chúng ta sẽ bấm vào màn hình và nó hiện cái bốn góc ở trên góc bên trái tay phải đây. Thì bấm vào đây và nó sẽ lên dọc. Và các thầy cô sẽ bị phát ra để vào cái bài học khác, ví dụ như tiếp lớp 3 chẳng hạn đó. Không lại vào, không lại xoay ngang đó, không lại tiếp theo đấy, chứ không các thầy cô không cần phải tắt cái tản lập này đi xong vào lại nhé. Các thầy cô chỉ cần bách nó về là nó sẽ ra thôi. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái việc phải hệ thống ứng dụng điện thoại trên máy tính. Tôi hướng dẫn các thầy cô là chia sẻ lên Zoom hoặc là lên Net. Rồi đây tôi sẽ chia sẻ lên Zoom trước nhé, lên mở Zoom này. Rồi vào cái new meeting này, cả phòng này, cái này tại phòng.
còn đây là máy tính kênh, tôi không có cái cam như là cái mic thì là tôi sẽ tắt đi. Rồi đây là giao diện của phòng Zoom. Đấy, để chia sẻ được thì thầy cô sẽ bấm một cái share đây đó, thì các thầy cô sẽ share cái phần nút này, phần tạo lập của ứng dụng này, share. Và các thầy cô nhớ là phải tích vào cái share sao này, có thể share âm thanh hay là share âm thanh của clip này, thì chúng ta phải nhớ bấm vào đây khi mà chúng ta chia sẻ dạy thì nó mới đi học sinh nhìn. Còn cả bên kia thì mình nghe cái tiếng nhá, nghe cái tích đây. Rồi bây giờ các thầy cô sẽ bấm share đó, thì nó chỉ share nguyên cái nốc này thôi, thì bên học sinh cũng chỉ nhìn thấy cái nốc này thôi, không nhìn thấy màn hình ở ngoài của chúng ta. Đấy, bây giờ các thầy cô sẽ vào một bài nào đó. Rồi bây giờ các thầy cô sẽ bấm share màn hình. Rồi vậy chúng ta sẽ dạy thôi, dạy đến đâu và chia sẻ đến đấy, rất là dễ thôi. Ở cái Zoom này thì các thầy cô vừa nói mic vừa chia sẻ âm thanh được, nhưng mà đối với mic thì khi mà chúng ta nói mic thì chúng ta không chia sẻ được âm thanh, giống như là mic với âm thanh là nó không đi cùng nhau. Còn ở Zoom này thì chúng ta sẽ vừa nói vừa chia sẻ âm thanh được. Rồi, vậy là tôi sẽ chia sẻ trong một chương trình Zoom. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô dạy môn âm nhạc của sinh Google Meet. Thì đầu tiên các thầy cô sẽ là Google. Rồi, chúng ta sẽ vào cái Google Meet của mình và bật cái Meet để xem cái ứng dụng Google Meet của mình lên. Tôi sẽ bắt đầu học mới luôn. Thời gian trên Google Meet thì nó có cái hạn chế, có nghĩa là thầy cô mà nói thì nó sẽ không chia sẻ được âm thanh, và các thầy cô chia sẻ âm thanh thì các thầy cô cũng sẽ không nói được, có nghĩa là nói và chia sẻ âm thanh sẽ không cùng một lúc. Thì khi mà chúng ta nói chúng ta phải tắt chia sẻ âm thanh đi, mà chúng ta chia sẻ âm thanh chúng ta sẽ tắt lời nói đi, và thường các thầy cô sẽ biết rằng không chia sẻ âm thanh, chia sẻ màn hình lên nhưng bật âm thanh lên mà bên học sinh sẽ không nghe tiếng. Và tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô bật âm thanh, thì tôi sẽ hướng dẫn trên Win 10 nhé. Thì đầu tiên các thầy cô sẽ vào cái phần cài đặt. Tiếp theo là phần sao. Rồi, các thầy cô kéo xuống. Và phần mic sao và đánh vương. Rồi, các thầy cô sẽ bật cái stereo mic lên. Bấm vào đây. Đánh đi bỏ đây. Rồi, để biết nó bắt chưa thì các thầy cô có thể vào cái chuột phải hoặc cái biểu tượng loa để lắp pin đi. Bắt ở đây. Vào cái sao ở đây. Hiện lên bảng và các thầy cô sẽ vào recording. Đây, như vậy là ngay tôi đã bật được rồi. Tôi sẽ tắt cái này đi. Rồi, bây giờ các thầy cô sẽ vào phần mà chúng ta các thầy cô nhớ bật mic lên nha. Chia sẻ âm thanh và bật mic lên. Đó. Và bây giờ các thầy cô sẽ vào cái 3.7 đây. Đó, và phần cài đặt. Rồi, như vậy là trong cái hệ thống Microlo này nó sẽ có, bây giờ nó sẽ hiển thị có ba cái hiển thị đây, cái audio này là các thầy cô sẽ bấm vào đây để là nói thì học sinh nghe tiếng. Khi các thầy cô muốn chia sẻ âm thanh thì các tôi lại phải ấn vào cái truyền thông này đấy, thì sẽ là chia sẻ âm thanh đấy. Chia sẻ xong các thầy cô lại phải ấn vào đây thì mới nói được. Mình chia đây, và khi chia sẻ màn hình các thầy cô sẽ bấm vào đây để chia sẻ một cửa sổ. Đây, mình sẽ chia sẻ lên bộ giờ bấm nút đây. Đây,
trình bày rồi. Đấy, nó sẽ như vậy là tôi đang trình bày cái dạy sử ứng dụng. Mình sẽ vào một bài đặc biệt nhé. Và phần là cho nó phun này nó thành công một file đây. Sẽ quay ngang màn hình đúng không ạ? Rồi, bây giờ thầy cô sẽ dạy bình thường. Đấy. Đầu bài này. Chia sẻ và dạy bình thường như thế. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong các thầy cô về cách cài đặt ứng dụng bài viết âm nhạc và cách chia sẻ lên Zoom và chia sẻ lên Mac. Các thầy cô có những cái vướng mắc gì thì có thể là gọi điện trực tiếp tôi nên là qua Zalo hoặc là comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ. Và đây ba cái cài đặt đây thì các thầy cô vào thì vào cái lớp này thôi nha, còn những cái này thì tôi cứ để thế cũng được, không ảnh hưởng. Xin chào thầy cô.